Bạn đam mê mô tô nhưng bố mẹ bắt làm cảnh sát kiểu. Coi xe này bao nhiêu ạ? Dạ, xe này bao nhiêu ạ? À, em có biết không anh? Dạ, nhà này có trăm mấy hả? À? Trăm trăm cơ. À, cái này 650. Dạ, Honda. Dạ, Honda anh. Đó là cái này cái lúc mà còn ra mắt thì 200 mấy nhưng bây giờ giảm rồi còn 150 hả? Được của nó đấy. Mời anh đấy.